dứt điểm rất căng. Cho đến giờ thì số lỗi của các cầu thủ khách sạn Iran là 3 lỗi. Rất nhanh, căng ngang, không vào. Lỗi thứ tư. Đứng trước bóng là Văn Vũ. Văn Vũ và Long Vĩ. Long Vĩ là người block. Rất căng. Rất hồi hộp. 1-0 cho cầu thủ khách sạn Ý Lan. Pha sút phạt xuyên hàng rào. Người ghi bàn đó là cầu thủ số 34 trung vệ Nhật Tân. Thật kỳ lạ khi mà cầu thủ khách sạn Ý Lan ép sân thì họ lại không ghi được bàn thắng. Và khi mà họ ép sân thì họ lại có bắt bài Ngọc Sen. 2-2. Ngọc Sen chân trái không vào. Rất nguy hiểm. Phan Đạt dứt điểm không vào. Long Vĩ dọc biên. Việt Trung căng ngang dứt điểm không vào. Bá Thành rất nguy hiểm. 1-0 cũng giống như trận đấu trước. Ở trận đấu này thì khi mà trọng tài đang nhìn đồng hồ chuẩn bị thôi có hết giờ thì các cầu thủ Đà Lạt Phò đã đánh đầu san bằng tỷ số. Trận đấu trước thì các cầu thủ Đi Bàn Đà Nẵng cũng ghi bàn ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Một kịch bản rất giống nhau. Đứng trước bóng đang là Long Vĩ. Long Vĩ chạy có bóng và người dứt điểm là Phan Thanh. Một pha phối hợp đá phạt tương tự giống như pha đá phạt mà các cầu thủ Đi Ma Lệ. Đánh đầu rất nguy hiểm. Rất căng, không có cơ hội phản phá. Nhật Tân sút rất căng và đã đánh lừa được thủ môn Hữu Ân. 2-1 cho khách sạn Ý Lan. Tuy nhiên thời gian của hiệp 2 vẫn còn rất nhiều. Đây mới chỉ là phút thứ 12 của trận đấu, của hiệp 2 trận đấu. Vẫn còn 18 phút nữa để cho các cầu thủ Đà Nẵng. Như vậy số 29 Hòa Hiệp đang chuẩn bị vào sân. Hòa Hiệp vào sân để thay cho Phan Đạt. Đỗ Bảo đối mặt. 3-1. Và dứt điểm rất tốt của số 9. Chí Hiếu rồi đã dứt điểm rất tinh tế vào góc xa, đánh bại thủ môn Hữu Ân. Tưởng chừng như hiệp 2 thì các cầu thủ khách sạn Ý Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ném bóng rất tốt, đối mặt. Đỗ Văn Bảo và Nhật Tân. Rất căng. Quá người rất hay. Việt Trung xoay người dứt điểm không vào. Dứt điểm không vào. Bá Thành hết giờ. Và như vậy xin chúc mừng các cầu thủ khách sạn Ý Lan. Họ đưa vượt qua cầu thủ Đà Lạt Phò với tỷ số 3-1. 3 bàn thắng của cầu thủ khách sạn Ý Lan được ghi dấu công của Chí Hiếu số 9 và cú đúp của Nhật Tân.